Tương ớt cay thấy mẹ. Đây có thể sẽ là loại tương ớt cay nhất thế giới, thậm chí còn mắc nhất thế giới nữa. Tương ớt bay bé 100.000 một chai đúng không? Quên nó đi, tương ớt này 500.000 một chai. Mình không đùa với các bạn đâu, 500.000 cho một chai tương ớt chỉ nhỏ như thế này thôi. Tại vì nó rất là cay mọi người ạ. Và hôm nay cùng mình đi thực hiện cái thử thách trải nghiệm cái tương ớt cay nhất thế giới này cùng với những cái thứ cay không kém. Chân gà cay, chả lụa ớt xiêm xanh, mực bento cay. Mình là một cái người có vấn đề về đường ruột, về dạ dày, về bao tử. Mỗi lần mà mình ăn đồ cay, đồ nóng á, là chỉ vài tiếng sau thôi thì mình sẽ bị đau bụng và đau râm ran và đi vệ sinh liên tục luôn. Thử thách thì chắc chắn là vui rồi đó, nhưng mà mình vẫn phải tự bảo vệ cái sức khỏe của mình. Thì trước khi mà ăn những cái đồ cay, đồ nóng như thế này thì mình sẽ phải sử dụng cái sản phẩm nước nghệ nano hồng sâm, một cái sản phẩm của Hàn Quốc và đã được rất là nhiều người tin dùng. Sản phẩm này thì có tác dụng là giúp cho những người mà thường xuyên phải ăn đồ cay, đồ nóng có thể tự tin hơn. Hộp như thế này thì sẽ có rất là nhiều gói nhỏ như thế này đây. Và mỗi lần thì chúng ta chỉ cần sử dụng một gói mà thôi. Ngoài cái tác dụng giúp các bạn ăn cay, ăn nóng mà không để lại hậu quả ra, thì nó còn có tác dụng là tăng sức đề kháng và giúp làn da của các bạn tươi tắn, căng bóng và hồng hào hơn. Cái vị của nó thì hơi hơi ngọt ngọt và có một chút mùi sâm, rất là dễ uống nha. Trẻ em từ 2 tuổi là có thể uống được rồi. Một cái chai tương ớt nhỏ xíu như thế này thôi mà có giá tận 500 cành là các bạn hiểu cái độ cay của nó như thế nào rồi đúng không? Wow. Quá. Phải để cả nước ở đây mọi người ạ. Bây giờ chỉ cần nuốt nước miếng thôi là các bạn sẽ cảm giác nó rất là cay luôn. Và cái lưỡi mình nó rát, nó bỏng mà cảm giác như nó muốn cháy lên luôn đó mọi người. Sản phẩm thứ ba là cái mực bento cay này thì mình xin phép các bạn là cho mình xin bỏ cuộc, tại vì mình không chịu nổi nữa mọi người ạ. Rất là cay luôn. Cái miệng mình bây giờ giống như kiểu nó đang ngậm cục than, cục lửa ở trong miệng á. Bỏ 500 cành ra mà chỉ ăn được một miếng thôi thì mọi người nghĩ mình nên làm gì với phần còn lại này?